hay chơi quá đà. Nên có gì mà nghe thấy thì xin em mọi người lưu ý ạ. Lần đầu tiên này tôi xin gửi lời chào lũ khu đến các cụ, lần nam đến các bác, lô nhô đến các cô, lũ khu đến các chú và lanh chanh đến các anh. Và cho em một gửi lời chào nhanh đến tất cả mọi người ạ. Chào em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân golf đến sân bóng đá, chào từ Thanh Hóa sang Tuyên Quang, chào từ Hà Giang sang Yên Bái, chào từ Móng Cái đến dân tộc Thái. Với mọi thân tình, em chào mọi người. Sau đây nhóm sinh viên Công giáo Hà Nam sẽ gửi đến mọi người một tiết mục mang tựa đề Người mẫu Việt Nam Lady Model, và mọi người cùng thưởng thức. Chỉ có số đo ba vòng bằng nhau, vòng 1 là 100, vòng 2 là 100 và vòng 3 cũng là 200. Cho một tràng vỗ tay đi ạ. Chúng ta cho một tràng vỗ tay dã man không ngàn luôn đi ạ. Một tràng vỗ tay xinh chú ơi, mã số hóa danh 2508. Vâng, cho bạn đăng ký của mình đến chương trình. Em tên là Khai Văn Khải, rất thích lái xe tải ở lại bên phải, không bao giờ lái ở lại bên trái. Với tinh thần vô cùng thoải mái, thân thái đã có thừa, nên em quyết định đến đây thi bừa, để được giải thưởng thì là vừa lòng em. Chúng ta một chỗ tràng vỗ tay đi ạ. Vâng, chúng ta cho một tràng vỗ tay. Thí sinh mang số báo danh 3508. Trong bản đăng ký của chị có ghi là em rất thích xem TV và lúc mất điện, đi bệnh viện lúc chả bị làm sao, và đặc biệt rất thích mặc áo phao để nhảy hữu vào cầu ao. Và đặc biệt anh rất thích cắt tóc bằng dao. Anh còn chụp tim em rồi. Chúng ta xô tràng vỗ tay vô đi ạ. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 4508. Vâng, cho bạn đăng ký của chị có ghi là em tên là Vải, sở dĩ em tên này vì bố mẹ em rất thích ăn vải. Bố mẹ em làm nghề bán bàn chải ở đường Trần Quang Khải, miệng hay là nhải, ai mua bàn chải ạ? Chúng ta hãy bình chọn cho chị với mã số 4508. Chúng ta cho một tràng vỗ tay thôi đi ạ. Để chào thí sinh mã số 5508. Vâng, anh có tên là Yên Giấc Ngàn Thu. Vâng, với số đo 3 vòng 90, 1 lít. Vâng, với sở thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, tắm vào lúc mát,